Chào các bạn, hiện tại là khoảng 4 giờ chiều ngày 26 tháng 6 năm 2019. Mình đang có mặt ở khu vực chợ Tân Định ha. Ở phía trước mặt các bạn có thể thấy nhà thờ Tân Định nè. Thì ở khu vực chợ Tân Định này, trên các con đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu và Mã Lộ có rất nhiều hàng quán bán các món ngon. Thì trước tiên mình muốn nói chút xíu về việc gửi xe ha. Ở phía trước chợ trên đường Nguyễn Hữu Cầu thì có gửi xe, nhưng mà họ gửi xe tới 5 giờ chiều thôi. Còn mấy bạn muốn gửi xe lâu hơn thì có thể ghé qua bên khu vực bệnh viện quận nhất, cách đây mấy căn thôi mấy bạn, là mấy bạn có gửi xe tới 10 giờ tối. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi một vòng quanh khu vực chợ Tân Định xem ở đây có những món ngon gì nha. Phần lớn các hàng ăn là tập trung trên đường Nguyễn Hữu Cầu mấy bạn ha, bên hông chợ. Như chúng ta có thể thấy nè, hủ tiếu mì nè, súp cua nè, gỏi cuốn nè, rồi chè nè, ở đây có cả bò bía nữa nè. Bò bía mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chị? Từ 3:30 đến 9:30. Dạ. Chủ yếu mình đứng khúc này thôi đúng không chị hả? Hột vịt, tôm khô, tép khô với lại lạp xưởng. Có người họ đặt trước hay sao, làm nhiều gì vậy chị? Này phút đi nó đặt. Phút đi đặt hả? Ở đây nói nghe nói là có bán cái chỗ nào bán cái bánh canh ngọt á, mà giờ không thấy ha. Nãy giờ đi tìm không thấy cái bánh canh ngọt. Ba cuốn bò bía có giá 15.000 mấy bạn. Phần tương này nóng mấy bạn, tương nóng ha, sệt sệt, ngọt ngọt, cay cay, do mình có ớt nè, ở trong đây có đậu phộng, hành phi nữa. Bỏ ớt này khá cay mấy bạn nha, bỏ chút xíu thôi mà đã thấy cay rồi đó. Ớt sợ tẩy cay. Rồi, mình ăn nha. Thấy phần tương là thấy ngon rồi đó. Đầu tiên mình sẽ nói với thằng cái lớp bánh tráng bên ngoài nha. Nó vừa mềm vừa dai, tức là không có bị khô mấy bạn ha. Ở trong cái lạp xưởng á, mình ăn á, thì mình thấy là nó không có bị dầu, ngọt và thơm. Củ sắn làm khá là mềm, chấm với cái phần tương ăn rất là đã mấy bạn. Đậu phộng thì giòn, kêu cộp cộp cộp. Nhìn chung thấy là ba cái cuốn bò bía này là ngon các bạn, đáng lòng tiền. Từ ca là 5.000 thì không phải là rẻ, nhưng mà không phải là đắt. Liên tục có người đến mua các bạn. Mình tiếp tục đi ăn súp cua nha. Súp cua ly 18.000, súp ốc heo ly 25.000. Rất là đông mấy bạn. Đây là chén súp cua có hột vịt bắc thảo ông trọng nha bạn, giá là 30.000 đồng nha. Ở trong nè, có trứng nè, cua nè, cua rất là thơm các bạn. Có nấm nữa ha. Rồi, để gây hột vịt bắc thảo nè. Hột vịt bắc thảo thì được nửa trứng.
Đây họ có theo công tiêu ốc chị đi. Trứng cút nữa ha. Rồi mình ăn nha. Phần súp cua này sạt sạt, vị ngọt ngọt mặn mặn, nhưng mà cái vị mặn nó cũng hơi ác cái vị ngọt chút xíu á. Trên cơ bản thì mình thấy là ăn được, cũng ngon. Để mình ăn thử cái phần cua nha, để xem như thế nào. Khá nhiều thịt cua và nó dai mấy bạn. Ăn tiếp cái phần trứng hột vịt Bắc Thảo. Nửa cái trứng hột vịt Bắc Thảo này có cái vị khá là nồng mấy bạn. Ý mình nói là khai á, nhưng mà lại thiếu một cái độ béo. Nhìn chung là cái phần thịt cua khá là nhiều. Tuy nhiên nó là ấn tượng thì mình không ấn tượng với chén súp cua này. Những cái chỗ khác mình ăn mình thấy là nó ngon hơn. Như ở trong cái chợ Thiết á, cô đó bán súp cua mình thấy là ngon hơn chỗ này. Ủa cuốn đây mày bán sao cô? 6 ngàn. 6 ngàn một cuốn hả? Đúng rồi, súp cua là chén là 18, hộp là 25. Đại ly, bữa đại ly là 18, hộp 25. Còn cái chén Bích Thảo nửa trứng là hộp là 32. Dạ. Nó theo là 40 ngàn. Ăn ở đây là 30. Ở đây là 30 là một phần cấp tư. Dạ. Còn 40 là nửa bộ, 40 bên đó. Cô bán đây từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? Sáng đến chiều tối. Sáng đến chiều tối luôn. Vô trường lắm, buổi chiều là vô trường lắm, hết là về à. Hết là về hả? Hết là về. Rồi sáng là từ 5 giờ sáng nó bán rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Cái tối chờ là dẹp à. Dạ. 5 giờ sáng tới tối chờ là sao? Dạ. Nó nói giờ giấc, nó giờ giấc. Giờ đúng rồi, hết rồi thôi. Dạ. Đi qua mấy căn từ chỗ bán súp cua, ở đây là bán cháo trắng, hột vịt muối nè, cháo thịt bằm nè, bánh hỏi nè, bánh ướt, bún thịt nướng, bún mắm mấy bạn. Hủ tiếu bò kho, bún măng, gà vịt, bánh canh cua. Đi tiếp tục tới số 22 Nguyễn Hữu Cầu mấy bạn, ở đây là quán ăn Huế nè, có tên là O Xuân. Ở đây có một món đặc biệt là bánh canh cua Nam Phổ. Ngoài ra thì còn bán bún bò Huế, bún thịt nướng và bún mắm. Dạ. À, chị nói là có món bánh canh cua Nam Phổ là đặc sản của nhà chị. Quán Hoa Xuân. Dạ. Cái mùi bay lên thơm ghê. Giờ chưa chăm nước lè lên bán hết rồi đó, đầy mới hấp dẫn. Dạ, bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? 7 giờ sáng. Dạ, tới mấy giờ chiều tối? Tới 8 rưỡi. 8 rưỡi tối luôn. Wow. Rồi cho em một tô đi ha. Nãy chị nói là 30 ngàn đồng hả? Đúng rồi. Dạ, một bún bò Huế là? 50 ăn đây, không giò 45, đem về bao bì thì cộng 3 ngàn. Dạ rồi. Giờ này đi muốn quay là đi bò, đâu sớm chả Huế. Dạ. Giờ này nó gần hết đồ rồi quay nó không đẹp. Dạ, không sao đâu chị, ngon là được à. Ừ, vì nó lưng lại đồ á, dạ. Chị lên là chân nó đã lẹt, chị nó chịu cho hổ. Thì cái đó có đúng rồi. Wow, nhìn cái bò này đã quá. Bánh bèo với bánh ít chừng với bánh bột lọc bán sao chị? Cái 4 ngàn. Còn cái 4 ngàn hả? Cái 2 ngàn. Ok. Ở đây là nem nướng luôn. Dạ. Rồi, bước vào trong. Rồi, bánh canh chị uống đi. Chị cái bánh canh này đặc biệt là chỗ nào chị? Của Huế mà cái làng của Nam Phổ à. Cái bột mà để làm bánh canh là bột gạo hả? Đúng rồi. Dạ, còn cái phần mà nước này em thấy nó màu cam cam, nó là từ màu gì? Từ tôm mình quết ra. Còn cái phần cục màu hồng hồng đó là cái gì chị? Thịt tôm quết ra. Thịt tôm quết ra. Dạ. Có nhiều thứ luôn, có càng cua này anh. À, có càng cua, nhưng mà chủ yếu nhiều là tôm. Rồi. Tôm là chúng quét ra đấy cái này. Dạ, rồi. Không gian bên trong của quán các bạn. Đây, tô bánh canh cua Nam Phổ giá 30.000 đồng. Ở đây có đủ sa tế nè, ớt sắc nè, tỏi nè, chanh nè. Ớt các bạn ha. Rồi,
Đầu tiên mình nếm thử cái phần nước dùng nha. Phần nước dùng sạch sạch, ngọt thanh mấy bạn. Đây là cọng bánh canh nè. Những cái viên hồng hồng đó nãy chị nói là cái phần tôm quết ha. Ở trong đây cũng có một số cua nè, đó mấy bạn thấy nè. Để mình ăn thử cái phần tôm quết như thế nào. Cái phần tôm quết này mình cảm nhận như là có thịt, thịt trộn chung với tôm để quết lại. Nhưng mà mình không cảm nhận, không có nghe thấy cái mùi tôm ha. Và nó ăn ngọt ngọt, béo béo, dài dài. Ăn tiếp cái phần thịt cua. Thịt cua khá dài mấy bạn, không có bở ha. Mình sẽ ăn tiếp cái phần chả. Miếng chả này thơm, giòn giòn, sực sực. Gọi là bánh canh cua Nam Phổ, nhưng mình thấy là cái phần ngon chính là những cái phần, cái viên thịt quất tôm như thế này nè. Còn cái phần cua thì mình thấy không đặc sắc. Thậm chí có miếng mà cảm thấy nó hơi bị khai. Nhìn chung ăn nó là lạ nên mấy bạn cũng nên thử. Lúc đầu khi mình ăn cái phần nước súp không á thì nó có vị ngọt ha, ngọt thanh. Nhưng mà đôi chỗ có cảm giác bị mặn. Nhưng mà khi ăn chung với cái cọng bánh canh rồi á thì thấy nó dịu lại. Từ quán ăn Huế O Xuân mấy bạn bước qua hai căn. Tới địa chỉ bên đây 22B Nguyễn Hữu Cầu. Ở đây có hủ tiếu Nam Vang Thành Đạt, phục vụ 24/24. Có bán xi quách nữa ha. Mình thấy rất nhiều khách đang ăn ở trong chổng. Nhưng bây giờ mình sẽ để bụng đi ăn món khác. Cho mình nghĩ là sẽ có một dịp trở lại để ăn thử cái hủ tiếu Nam Vang ở đây. Ở mặt chính của chợ Tân Định mấy bạn, trước mặt mình là số 315 Hai Bà Trưng ha. Ở đây thì cái đầu hẻm nó có cơm tấm Tứ Quý nè. Bên trong theo mình biết là có một số xe bán xôi. Bây giờ mình sẽ đi qua mển nha. Ở đây mấy bạn thấy nè, bán há cảo nè, xíu mại nè ha. Rồi bánh mì thịt nè. Còn hai cái xe xôi hiện tại đang dọn hàng ra. Cho nên mình nghĩ là một lát mình sẽ quay lại. Chuối nướng mấy bạn, chuối nướng, khoai nướng nha. Trước chợ Tân Định. Bánh chuối bán sao chị? Cho anh một cái đi ha. Ủa, mình đẩy xe đến đây bán lúc mấy giờ vậy em? 5 giờ. 5 giờ bán tới mấy giờ? 5 giờ bán tới 6 giờ. Một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà em bán buổi sáng lâu rồi. Đó vậy hả? Buổi chiều bán từ 5 giờ tới 6 giờ thôi. Không, là em đến đây á. Đến đây lúc 5 giờ chiều. Dạ. Bán tới 6 giờ, còn buổi sáng em đã bán rồi đúng không? Dạ. Sáng em bán đâu? Cái Tân Bình hả? Dạ. Wow, đẩy qua đây luôn. Cây mặt chính của chợ Tân Định mấy bạn, ở trước nhà số 339 có một chị bán cháo sườn nha. Mình thấy trên mạng khá là nổi tiếng, được khen là cháo sườn ngon nhất ở khu chợ Tân Định này. Để mình qua mình mua thử tô nha. 25.000 đồng tô mấy bạn. Mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy em? 4 giờ rưỡi chiều tới 12 giờ tối hả? Wow. Ở chỗ quậy. Đây là một dạng xe đẩy mấy bạn nha. Người ta đến người ta mua thôi. Rồi mang về ăn chứ ở đây không có chỗ ngồi nha. Mình ghé qua con hẻm ở nhà thờ Tân Định để ăn cháo. Ở đây họ có bán sinh tố nè. Và cả bún bầu Huế. Đây là cái phần cháo sườn 25.000 đồng. Gồm cả phần bánh quẩy mấy bạn. Mấy bạn có thể thấy là cái phần cháo rất là mịn ha. Giống như là phần cháo bột cho mấy đứa bé ăn vậy đó.
Rồi, mình ăn thử cái phần cháo nha. Trong cái phần cháo này có thịt bằm nè, và có hai cục sườn nhỏ. Mình quậy lên thì tới ba cục luôn mấy bạn, ba cục sườn lận. Cháo rất là mịn, cái vị nó mặn mặn, ngọt ngọt, nhưng có vẻ như cái phần mặn nó ác chế hơn cái phần ngọt mấy bạn. Nãy giờ mình ăn mấy món ở đây mà có cảm giác ở chỗ là cái phần mặn nó ác hơn cái phần ngọt, như là cái chỗ bánh canh cua O Xuân ấy, và chỗ này cũng vậy. Nhưng phải nói là cái phần cháo rất là mịn, ăn có giống như ăn bột vậy đó, nó rất là mịn. Bây giờ để mình cho cái phần bánh quẩy vô nha. Đây là một cục sườn nè đó. Phần cục sườn mình thấy bình thường, không có thơm như một số nơi mình ăn là ăn cái ăn hủ tiếu sườn đó, rất là thơm, cái phần sườn thơm. Còn cục sườn này mình thấy bình thường, không thơm gì hết. Cho thêm phần bánh quẩy vô, nó giảm đi cái độ mặn của cái bia, của cái phần cháo ha. Nhìn chung là cái phần bánh quẩy họ cho nhiều, nhưng mà cháo thì mình thấy là hơi ít đó. Bạn nào ăn mạnh thì chắc phải ăn hai cái hộp này mới đủ. Và đây là ly sinh tố sabo che có giá 17.000 mấy bạn ha. Sau khi ăn một số món có vị mặn thì chuyển qua uống cái ly sinh tố này rất là đã mấy bạn. Mùi sabo che rất là thơm. Tuy nhiên ở đây cái phần đá nó hơi nhiều và nó không có béo. Ở đây cái vị ngọt nó vị ngọt vừa, chứ không phải là béo từ sữa ha, không ngọt từ sữa. Ăn tiếp cái chiếc bánh chuối nãy mình mua đằng kia ha, trước chợ Tân Định. Phần bột giòn rụm, bên trong cái phần chuối chua chua ngọt ngọt, ăn rất là đã mấy bạn. 5.000 đồng một chiếc, giá này khá là rẻ. Xôi gà trong hẻm 315 Hai Bà Trưng. Là cuối cùng là mình mang ra đầu hẻm mình bán, chứ đâu phải là để trong hẻm đúng không? Đúng rồi. Em thấy có cái xe gà ghi 310 nữa. Dạ, trên kia. Trên mạng có hai chỗ ha. Bán từ 6 rưỡi tới mấy giờ hả chị? Khoảng tầm 12 giờ đến 12 rưỡi. Vậy là ngày nào cũng 6 giờ rưỡi hả? Chứ không phải 5 giờ đúng không? Đúng rồi. Đi sai là chuẩn bị trong hẻm xong cũng để ra ngoài được. Vì một cái phần xôi thập cẩm lấy nhiêu? 20 là gồm có phần chả lụa, lạc sườn, chả xé, tê, rồi. Còn cái phần trứng lòng, trứng gà non thì sao? Thêm là thêm 10.000. 10.000, còn cái đùi gà? Xoay đùi không là 25. Ok. Ngày nãy chị nói là thập cẩm là 20, thêm trứng gà non là 10.000 nữa ha. Đúng rồi. Thêm phần da gà 5.000, còn cái bộ lòng gà thì nhiêu? Xoay lòng gà là 20. Xoay lòng gà 20. Còn nếu mà lấy một bộ riêng thôi? 12.000. Ủa xôi. Wow, để chuẩn bị cái này là phải chuẩn bị từ sáng luôn hay sao? Nhiều dữ vậy. Chuyên cúc nữa. Hai người làm. Cái phần đồ chua hết ha. Dạ, để chị chua bài ra tặng. Hai ha. Nhiều. Mình bán này được bao lâu rồi chị? Cũng gần 20 năm rồi. 20 năm rồi ha. Nhưng mà nhìn chị trẻ mà. Lại bán năm 20 tuổi, bây giờ là gần 40, 39 rồi. Sorry, tự nhiên hỏi tuổi. Bán là năm 20 tuổi. Yeah. Rồi đợi thôi, nửa tiếng nữa ăn xôi. Và thường là một mình chỉ bán hay là ai bán nữa? Ba người bán được hả? Yeah. Thực ra không ai nhìn ra chị 40 tuổi đâu. Vậy hả? Nhìn còn đẹp con đó. Lớn rồi á. Dạ. Con là sinh viên năm thứ nhất. Dạ. Nhìn cái lượng đồ ăn quá trời luôn. Tính ra một ngày chị bán được bao nhiêu kg xôi vậy tính không?
đại chứ không có. Vậy hả? Nhưng mà hết cái lượng thức ăn này không? Hết chứ. Hết luôn hả? Chứ wow. Còn trong tủ nữa. Còn trong tủ nữa hả? Wow. 6 giờ rưỡi tới 12 giờ tối bán hết cái lượng này là hết cục khủng rồi còn thêm nữa. Hết này mà phải chăm lên nữa. Wow, cái lượng trứng này tính ra là tới cả chục ký có à. Trứng gà non. Đúng rồi, trứng giả đâu có làm được mấy này. Đúng rồi. Tại buôn bán mấy chục năm nói trứng giả. Nhưng mà này phải đặt hàng mới có. Anh mồi chợ không có đâu. Mối đồ này kia nó để dành cho. Không, nhưng mà một bộ trứng là được mấy cái mà chị bán 10 ngàn. Giống như vậy là ba bốn trứng hả? À, trong một con gà nó có nhiều trứng đâu. Nhiều lắm. Đúng rồi, có người khen người chê nên mà nó không hiểu mà nếu mà có đi chợ có mua cái trứng gà là biết chứ. Dạ. Cái trứng non à. Có cái này sao làm trứng được mấy trứng nhí nè. Đúng rồi. À, xôi gà 30 năm nha mấy bạn. 315 35. Còn mình có bán bánh bao nữa à. Wow. Em đổ dầu vô hay cái gì vậy? Dầu hả? Wow. Mỡ hành. Cái phần tép mỡ này là chị tự làm luôn hay là mua? Tự làm. Tự làm luôn ha. Ra được cái này cũng hay ha. Giống như nó giòn giòn nó bạn nó. Cái ba tê này như thế nào chị? Tự làm luôn hả? Dạ. Chủ yếu là từ gan với là gì nữa? Gan giờ là đẩy ra đầu hẻm bán đó. Mới dọn ra là có nhiều người đến đứng đợi rồi. Nghe mùi xôi thơm. Dạ chạy trong đi bé ơi. Đâu dữ rồi. Rồi. Đâu dữ vậy? Mới dọn ra đông vậy rồi. Rồi, hộp này 35 ngàn hả chị ha? Đây mấy bạn, hộp xôi có giá 35 ngàn nha. Hộp cẩm hẻm 315 nè ha. Hai bài chân. Số điện thoại là 0902752278, 0909731727. Đó, bên trong mấy bạn thấy ha, khá là nhiều cái phần thức ăn. Phần trứng gà non mấy bạn thấy nè, có tới 3 trứng nè, 3 trứng lớn, 1 trứng nhỏ nè. Da gà nè, hành phi nè, rồi gà xé nè, rồi tạp xưởng nè, đồ chua nè. Bây giờ đầu tiên để mình ăn thử cái phần xôi nha, để coi cái phần xôi đếp này có dẻo và thơm không. À, nhìn có vẻ tơi mấy bạn ha. Phần xôi này có vẻ hơi khô, nhưng mà nó dẻo nha mấy bạn. Nó khá là tơi nữa, các bạn thấy đó. Không phải là tơi ra từng hộp, ở chỗ là nó không có, ý là từng hộp các bạn thấy rất là rõ ha. À, mà nó mềm và dẻo. Thời điểm là hơi khô xíu thôi. Cái phần nước sốt giống như nó phá lấu vậy đó. Ăn mặn mặn ngọt ngọt, cứ là vừa. Để mình nếm thử cái phần đồ chua. Củ cà rốt và củ cải trắng làm đồ chua. Cái phần đồ chua này giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt,
Tuy nhiên có đôi chỗ có miếng củ cải trắng á, nó hơi bị hăn chút xíu. Để mình ăn thử cái phần da gà nha. Phải, cái phần đúng rồi, da gà. Đây. Phần da gà dai dai và rất là béo. Ở đây da gà khoảng được 6-7 miếng gì đó. Và bán thêm là 5.000 đồng ha. Tức là hộp xôi 20.000, thêm cái trứng gà non là 10.000, da gà 5.000. Và đây là phần tép mỡ các bạn. Phần tép mỡ này đưa vào miệng cắn một cái kêu rốp rốp rốp. Nhưng mà cái độ béo nó thì nó không có béo lắm các bạn. Mình sang tiếp cái phần chả lụa và phần lạp xưởng. Phần chả lụa bình thường, còn cái lạp xưởng thì vị ngọt ngọt nhưng nó hơi mỡ chút xíu mấy bạn, ý là hơi dầu mỡ chút xíu á. Để mình ăn qua cái phần gà xé nha. Đây cái phần màu vàng vàng này nè. Phần gà xé này mình nghĩ là đã được đảo chiên qua, đảo sơ qua trong dầu á. Nhưng mà nó không có cảm giác dầu lắm đâu, không có cảm giác dầu mỡ lắm, vì nó ngọt ngọt thôi. Để mình ăn qua thử cái phần trứng gà non. Sực sực phần trứng gà non đó mấy bạn. Nhìn chung là cái phần hộp xôi này ăn được mấy bạn ơi, không phải là xuất sắc, nói chung là ăn được thôi, mức độ ăn được. Có đôi chỗ cảm giác nó hơi hơi dầu mỡ chút xíu do cái phần lạp xưởng nè và cái phần nước sốt á. Nhìn chung là chan khá là ít nhưng mà vẫn có cảm giác là nó hơi bị dầu mỡ xíu. Sau khi ăn một vòng cái khu vực chợ Tân Định thì mình có cảm nhận như thế này. Đầu tiên là về mặt bằng giá ha. Giá đây như các bạn thấy là ở mức độ cũng tương đối vừa phải, 10.000, 20.000, 30.000, thậm chí 5.000 như một cuốn bò bía, 5.000 một cái bánh chuối. Thì mình thấy là giá cả ok. Nhưng mà về cái vị thức ăn á, thì mình thấy là ở mức độ trung bình thôi, chứ không có gì xuất sắc cả. Nếu mà mình có nhớ thì mình nhớ sẽ là xeo bò bía nè, cái phần bò bía ngon, bánh chuối ngon, cái xôi gà thì mình thấy ăn cũng được được. Còn cái bánh cua Nam Phổ thì mình ăn có cảm giác như nó mặn 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 chút xíu. Nó lần đầu tiên ăn bánh canh Nam Phổ thì thấy ok, nó là lạ nhưng mà cái vị nó mặn mặn, có vẻ không hợp với mình lắm, là bởi vì mình vẫn thích cái vị ngọt chua cay. Hoặc nếu mà mặn á, thì phải là dạng như kho thịt với nước mắm, mặn mặn ngọt ngọt sắc lại quẹo lại thì mình thích cái kiểu đó hơn. Cái cháo sườn ở khu vực này rất là nổi tiếng nhưng mà mình ăn thì mình cũng cảm thấy là nó mức độ trung bình chứ không phải là gì là xuất sắc lắm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.